Kênh Bonsai Cần Thơ xin thân ái kính chào quý cô chú anh chị đang xem kênh. Hôm nay thì kênh trở lại với nhà vườn Hoàng Trang, địa chỉ xã Vĩnh Thành, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre. Xin kính mời quý vị cùng giao lưu với nhà vườn Hoàng Trang. Chào chị. Chào cô chú anh chị đến với kênh Bonsai Cần Thơ, đến với cái vườn của em ha. Thì hôm nay xin giao lưu với cô chú anh chị là một lô mai tàng giả thủ đức. Mặt hoa thì từ 8 đến 12 cánh với nhiều mẫu mã ha. Cho cô chú lựa chọn. Mình hợp nhãn cái cây nào thì chốt mã số alo cho em ha. Số điện thoại của em là 070 369 8596, cũng là số Zalo của em luôn. Rồi, giờ em xin phép vô clip ha. Đây là mã số 1 là hoành 23 rưỡi. Có đế luôn ha. Tán ngang là 140, cao là 150 ha. Cây này em giao lưu với cô chú anh chị mình là 850.000 ha. Dạ, em bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình luôn. Mình mua nhiều, số lượng nhiều thì em tầm chừng 20 cây thì em giao bằng xe tải ha. Mình ở miền Tây thì em sẽ gửi xe tải cho mọi người là nguyên cái chậu như vậy luôn ha. Dạ, là nguyên cái chậu gì luôn, có chậu luôn. Còn ở ngoài miền ngoài thì em sẽ nhổ ra bỏ bầu ha. Rồi, cây số 1 ha. Rồi em qua cây mã số 2. Rồi, hoành 23 ha. Tán ngang là 140, cao cũng là 150 luôn ha. Rồi, cây này em giao lưu với cô chú mình là 850.000, em bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình luôn ha. Rồi, cô chú anh chị nào mình mua số lượng nhiều 20 cây thì có giá sỉ luôn ha. Rồi, em qua mã số 3. Chiều cao là cây này là 155. Tán ngang của em này là 140 luôn ha. Rồi, cây này có đế luôn ha. Hoành 26 luôn. Có đế đẹp. Hoành 26 luôn, cây này em giao lưu là 850k luôn ha. Giá sỉ cho cô chú mình chơi luôn. Giá yêu thương luôn. Rồi, em qua cái mã số 4 ha. Chiều cao là 155 ha. Tán ngang cây này là 130. Rồi, hoành là 21. Rồi, cây này em giao lưu với cô chú mình là 800k luôn ha. Hoành 21, có đế luôn ha. Cây tàn tròn đều luôn, rất là kính luôn nha. Cô chú anh chị nào mình mua số lượng nhiều thì có giá sỉ nha. Rồi, em qua cây mã số 5. Chiều cao là 150 ha. Tán ngang là 140. Rồi, em đo hoành văn ha. Hoành 20. Rồi, cái này thì giao lưu với cô chú mình là 800k luôn ha. Bao phí ship toàn quốc. Ở tỉnh miền Tây mình thì em nha, gửi xe tải là nguyên chậu luôn nha. Còn miền ngoài thì em nhổ bầu ra em bó lại ha. Rồi, em qua cây số 6. Rồi, mã số 6 ha. Tán ngang là
chiều cao là 150, tán ngang là 140 ha. Cao là 150, tán ngang 140. Có đế đẹp luôn nha. Hoành 22,5 luôn. Rồi. Cái này em giao lưu với cô chú anh chị mình là 850.000 ha. Em bao phí ship cho mình luôn ha. Nhận cây thì mình thanh toán cho người giao hàng giùm em ha. Rồi, em qua cây mã số 7. Rồi. Chiều cao là 155 ha. Tán ngang là 140. Rồi, cây mã số 7 ha. Cao là 155, tán ngang 140. Hoành 22,5 ha. Rồi, cây này giao lưu cô chú mình là 850.000 luôn ha. Đẹp ghẻ luôn ha. Mình nhận cây thì mình thanh toán cho người giao hàng giùm em, mình không có sợ gì hết ha. Đúng cây đúng hàng thì mình thanh toán giùm em ha. Rồi, em qua cây số 8. Có đế luôn ha. Tán chiều cao là 150 ha. Tán ngang là 140. Rồi. Hoành 22,5 luôn, có đế luôn ha. Mấy em thì đa phần là có đế hết ha. Rất là nhiều mẫu mã cô chú anh chị nào mình thích thì alo cho em ha, chốt mã số ha. Rồi, cây này em giao lưu với cô chú mình là 850.000 luôn ha. Em bao với ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình luôn. Rồi. Em qua cây mã số 9 nha. Rồi, chiều cao của nó là 150. Tán ngang là 140 ha. Cây này có đế luôn ha. Rồi, em đã hoành của nó. Rồi. Cây này hoành 25 ha. Mình giao lưu với cô chú anh chị mình là 850k luôn. Có đế rất đẹp luôn ha. Rất là nhiều mẫu cho cô chú anh chị mình lựa luôn nha. Rồi. Em qua cây mã số 10. Cao là 150 ha. Tán ngang là 140. Rồi. Hoành thân của em nó là 20,5 ha. Có đế luôn nha. Đế rất là đẹp, cây này thì tàn rất là kín luôn. Rồi. Giao lưu với cô chú anh chị mình là 850.000 luôn ha. Em bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình luôn. Nhận cây rồi thanh toán cho người giao hàng giùm em là ok ha. Rồi qua cả số 11 nha. Rồi. Chiều cao của nó là 150 ha. Tán ngang của nó là 140. Cây này có đế rất là đẹp luôn. Có cái đế nơm lên nha. Rồi. Hoành thân của em nó là 20. Cây này có đế rất là đẹp ha. Cây này em giao lưu với cô chú mình là 900k ha. Có đế rất là đẹp luôn. Rồi. Em qua cây số mã số 12 ha. Rồi. Chiều cao của nó là
160 luôn. Tán ngang là 135. Rồi. Có đế rất là đẹp luôn ha. Đó, phần mai của Trang thì có đế nhiều ha. Rồi, hoành thân 22 luôn nha. Rồi, em giao lưu cây này với cô chú anh chị mình là 900k ha. Cây này là phun tàn nhẫn thông ha. Cao 160 rất là đẹp. Cô chú anh chị nào mình thích nhẫn thông thì chốt cây này ha. Rồi, em qua cây mã số 13 ha. Rồi, chiều cao của em nó là 140 ha. Tán ngang là 135. Cây tàn tròn rất là đều luôn ha. Đó. Rất là đều. Rồi, em đã hoành luôn ha. Cây này có đế luôn nha. Hoành 22 ha. Rồi. Giao lưu cây này là 800 ngàn ha. Cây tròn như chiếc banh luôn. Rất là đẹp luôn. Rồi, em qua mã số 14 ha. Cây này là đế đều luôn ha, đế vàng luôn. Đế rất đẹp. Rồi, cao là 155 ha. Tán ngang là 140. Cây mã số 14 ha. Rồi, em đo hoành ha. Hoành 22 luôn. Rồi, bộ đế rất là đẹp. Hoành 22 ha. Cây này em giao lưu với cô chú anh chị mình là 900k ha. Bộ đế rất là đẹp. Rồi. Em qua cây số 15 ha. Cây tàn tròn tiếng thông ha. Rồi, chiều cao là 150. Tán ngang là 135 luôn. Cây tròn đều ha. Đây, cây có đế gốc nở ha. Hoành 22. Cây này em giao lưu với cô chú anh chị mình là 850k ha. Tàn tròn rất là đẹp luôn. Nhấn thông. Rồi. Em qua cây số 16 ha. Cao 150. Tán ngang là 135 luôn. Đây. Có đế ha. Có cái đế rất là đẹp luôn. Củ nở. Rồi, em đo cái chi. Cây này thì hoành 24 luôn ha. Rồi. Cây này thì em cho giá nó là 850k luôn ha. Rồi, qua cây mã số 17 nha. Mã số 17 tàn rất là đẹp ha. Chiều cao của nó là 150 ha. Tán ngang là 140. Cây có đế ha. Mã số 17 nha. Rồi, hoành của nó là 250 ha. Cây này hiện chốt của cô chú anh chị mình là 850k ha. Tàn rất là đẹp luôn. Rồi, qua cây số 18 ha. Đó. Cao là 150. Tán ngang là 140.
cây có đế ha, gốc nở. Gốc nở mình về nuôi mau lớn nha. Rồi hoành 21 luôn. Rồi cái này em 850k bao phí ship cho cô chú anh chị mình luôn ha. Đây. Em qua cây mã số 19. Rồi. Cao là 150 ha. Tán ngang là 135. Cây này cũng có đế nha. Cây này thì hoành 20 á. Niệm giao lưu với cô chú anh chị mình là 800k ha, bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình luôn. Rẻ đẹp luôn ha. Rồi. Qua cây mã số 20 ha. Cây này cao là 155 luôn. Tán ngang nó là 104 ha. Đế nở luôn nha. Đế nở mà mình có đế đưa ra luôn nha. Rồi hoành 23. Hoành tới 23 là có đế đẹp ha. Tàn rất là đều luôn. Con tàn dáng thông. Cây này thì bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình là 900k ha. Gốc rất là to luôn. Rồi em qua mặt cái mã số 21 ha. Mã số 21 thì tàn rất là đều nha. Rồi. Cao 150 ha. Tán ngang là 140. Vành của nó là 22. Cây này em giao lưu với cô chú anh chị mình là 850k ha. Vành 22. Rồi, em qua cây mã số 22 ha. Tàn rất là đều luôn. Rồi, chiều cao là 150. Rồi tán ngang của nó là 140 ha. Có đế luôn. Có đế bàn luôn ha. Rất là đẹp luôn. Rồi hoành thân nó là 21. Có đế rất là đẹp luôn. Tàn thì đều ấm kính ha. Cây niệm giao lưu của cô chú anh chị mình là 850.000 ha. Rồi em qua cây mã số 23. Có cái đế nở giận rất là đẹp luôn. Rồi. Chiều cao nó là 150. Tán ngang nó là 140 luôn ha. Cái đế rất là đẹp luôn. Đây. Đế cũ rất là bự ha. Rồi hoành 20. Đo thử cái cũ cho mọi người ha. Hoành là 20 nha. Cái cũ là 35. Hoành 20 cái cũ là 35 luôn ha. Dáng rất là đẹp. Hoành 20 cái củ 35. Cây này em giao lưu cô chú anh chị mình là 900k ha. Có đế rất là đẹp luôn. Rồi. Qua cây số 24. Có đế rất là đẹp luôn. Rồi chiều cao nó là 155 ha. Tán ngang là 140 luôn. Có đế rất là đẹp luôn. Mình đo hoành thân nha. Rồi 20 hoành. Đế rất là đẹp luôn. Cây này em giao lưu với cô chú anh chị mình là 850k ha. Rồi qua cây số 25.
Chiều cao nó là 155 ha. Tháng ngang là 140 luôn. Cô chú anh chị nào mình mua số lượng nhiều thì em để giá sỉ cho ha. Mai này thì tầm 20 cây thì có giá sỉ rồi, vành 21. Rồi cái này em giao lưu với cô chú anh chị mình là 850k luôn ha. Bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình luôn. Tha hồ mà lựa chọn ha. Số điện thoại của em là 070 369 8596, là số Zalo của Trang luôn ha. Em có nhiều, rất là nhiều cái loại mai tàn 850k. Rồi em qua mã số 26 ha. Cây này có đế nha. Cây này cái phôn tàn nó là tròn ha. Rồi cao là 135 luôn. Tán ngang cũng 135 luôn. Tàn tròn đều ha. Có đế rất là đẹp luôn. Rồi em đo cái hoành ha. Rồi hoành 21 luôn nha. Có đế luôn. Cây này thì mình giao lưu với cô chú anh chị mình là 850.000 ha. Cây tàn thông rất là đẹp. Rồi em qua cây mã số 27 luôn. Cây này thì tàn tròn ha. Phôn lùn ha. Chiều cao nó là 130. Tán ngang là 130 luôn. Có đế luôn nha. Tàn tròn quay luôn. Rồi hoành 20. Mình giao lưu cây này là 800k ha. Bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình luôn. Rồi em qua cây số 28 ha. Cây này đế rất là đẹp luôn. Cao là 150. Tán ngang là 135 ha. Có đế rất là đẹp luôn. Hoành 25,5 ha. Rồi để em đo cái đế dưới này cho mọi người ha. Hoành 25,5, đế là 34 ha. Rồi Zalo cây này là 900k ha. Cái đế quá đẹp. Rất quá bự luôn. Hoành 25,5 luôn. Rồi em qua cây số 29. Rồi. Chiều cao nó là 135 ha. Rồi tán ngang là 130. Rồi em đo cái vành ha. Rồi hoành 19 luôn. Cái này em giao lưu với cô chú anh chị mình là 800k ha. Em bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình luôn. Rồi. Cây 29 này là cây cứu clip của mình luôn ha. Rồi cô chú anh chị mình chốt thì alo cho mình ha. Số điện thoại của em là 070 369 8596. Địa chỉ vườn của em là ấp Vĩnh Hiệp, xã Vĩnh Thành ha. Rồi cô chú anh chị nào mình mua số lượng thì alo cho em ha. Chào cô chú anh chị.